Hello, em xin chào tất cả các bác nha. Đây, clip này em đang test cái quả súp Parallel, phải nói đánh cực kỳ hay các bạn. Cũng hàng của Italy vẫn đẳng cấp. Đây em mở chỉ có một quả đấy nhá. Mà mức này thì chưa được 30% đâu. Rung đất luôn các bạn. Mái tôn này, mái tôn nó kêu mái tôn. Rung bánh sâu lắm. Hay thực sự luôn các bạn. Tem của nó xấu quá. Cái tem của nó xấu quá nên em thay cái tem của Lixo và các bác nhá, cho nó đẹp. Còn loa bên trong thì hôm trước lên sóng review các bác rồi. Zin hết. Tức ngực. Xoay. Cực kỳ sướng. Quá đấy nhá, mà có một quả đấy. Rất đẹp. Bả này thì chưa được đến 30% đâu. Bả này thôi nhưng mà hàng xóm gọi là không chịu rồi các bạn. Cái tiếng nó, cái dòng súp của Pro-L này thì cái tại sao cái tiếng bát nó có cái độ gọi là mềm. Ấy nó sâu nhưng mà nó mềm. Tại vì cái lòng của nó rất là sâu quá nhá. Cái lòng nó rất là sâu. Và cái gân của nó, cân vải của nó rất là mềm các bạn. Cân vải rất là mềm, nhẹ sướng lắm các bạn. Nhà các bác mà không gian rộng rộng thì chơi một cặp này thì nói thật các bác là nghe phê nhức người luôn. Hay lắm. Cái loại JBL không có cửa luôn các bác nhá. JBL nói thật các bác là cứ tầm gọi là vài chục triệu các bác mua so con này không có cửa luôn. Tiếng bát nó sâu, nó mềm, nghe nó sướng lắm. Đấy. Các bác nhìn, nghe rất là gọn, gần như nó không có độ ồn. Nó thả phát nào nghe cảm nhận nó gọi là nó có chiều sâu. Rất là sướng luôn. Cặp này là 22 triệu các bác nhá. 22 triệu giá tại cửa hàng. Phải nói là nghe cực kỳ sướng luôn các bạn. Cái thùng nó cũng đẹp cơ. Thùng nó rất là gọn đẹp, các bạn nhìn này, đẹp không? Hay lắm. Anh em nào muốn kết thì alo trực tiếp cho mình Vũ nha. Rồi em xin chào tất cả các bác.